Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh có buổi tiếp đồng chí Kham Phan Phomathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh thông tin đến đồng chí Kham Phan Formata, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng thanh tra nhà nước Lào về tình hình phát triển của thành phố Đà Nẵng thời gian qua, đồng thời cho biết thời gian đến, thành phố sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động hợp tác với các địa phương của Lào, góp phần vun đắp thêm tình hữu nghị Việt-Lào ngày càng keo sơn bình chặt. Cảm ơn tình tình của lãnh đạo thành phố đồng chí Ma Phomathat, ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng nhân dân cách mạng Lào, tổng thanh tra nhà nước Lào, đánh giá cao tình hình phát triển của thành phố thời gian qua, nhất là về lĩnh vực thương mại dịch vụ du lịch và cho rằng giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào còn rất nhiều dư địa để khai thác hợp tác đầu tư. Đồng chí Ma Phomathat tin tưởng với những kết quả đã đạt được, hai bên sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực thời gian tới.